và cọ sát với ước mơ của mình qua phần thuyết trình, nhưng không phải là chỉ đơn thuần về thiên nhiên đất nước hay là một danh lam thắng cảnh nào đó. Cái mà em muốn nói ở đây đó là về cũng ảnh hưởng tới những hình ảnh đó, nhưng lại có một cái tên rất là độc đáo, đó là những con số. Những con số nghe có vẻ như là trừu tượng và thiên về tới hậu, và nó làm cho chúng ta nhớ đến ví dụ như là số lượng, tiền, những con điểm hay là những thứ bậc trong lớp. Nhưng những con số của em lại mang một ý nghĩa khác, nó là mất mát, đau thương và lụi tàn. Mất mát là vì hiện nay mọi người đang đánh mất đi bầu không khí trong lành, thay vào đó là những khói bụi ô nhiễm đến từ môi trường. Thêm đó, hai vấn đề mà chúng ta đang gặp hiện nay đó là sự nóng lên của trái đất và ô nhiễm không khí. Nếu chúng ta không chịu thay đổi bản thân và khắc phục tình trạng này thì dự tính trong tương lai khí hậu sẽ trở nên khắc nghiệt và đáng sợ hơn, có thể thiêu trụi cả một xã hội. Và nó đã đang dần được hình thành qua những vụ cháy rừng. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp và Môi trường, năm 2016 đã có hơn hàng chục vụ cháy rừng xảy ra với diện tích thiệt hại lên đến 3.000 hecta, và đến năm 2017 con số đã gia tăng hơn là đã xảy ra 185 vụ cháy rừng, trong đó có khoảng thiệt hại về tài nguyên và những động vật và diện tích rừng thiệt hại lên đến 3.500 hecta. Và đến năm 2018 vụ cháy rừng lại gia tăng hơn năm 2017 và 2016. Nó đã làm cho bầu không khí và khoảng trời bao trùm lấy khí bẩn, và địa điểm xảy ra ở Gia Lai, Đắk Lắk, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Đến năm 2019 này đây, vụ cháy rừng lịch sử nhất trong tháng 6 vừa qua đã xảy ra ở Nghệ An. Vụ cháy chỉ diễn ra liên tiếp trong vòng 3 ngày nhưng đã xóa sổ như là gần hết rừng thông ở Nghệ An, và diện tích thiệt hại lên đến 100 hecta. Và cũng phải kể đến và vụ cháy rừng thảm khốc và kinh liệt nhất, đó là vụ cháy rừng ở Brazil, cháy rừng Amazon. Amazon được biết đến là lá phổi xanh của trái đất, với cung cấp đến 20% oxy cho khí quyển và là tấm kiên vững chắc trước sự biến đổi của không khí. Và cháy rừng Amazon là bước lùi trong công cuộc nóng lên toàn cầu trước khí quyển và mọi vật trở nên bị lụi tàn. Và cháy rừng Amazon là một trong những nguy cơ thiệt hại lớn nhất về kinh tế, tài chính của đất nước. Và chúng ta được biết rừng Amazon là nơi cung cấp khí oxy cho khí quyển, và nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì rừng Amazon sau này sẽ trở thành nơi cung cấp khí CO2 cho khí quyển. Và theo phạm vi toàn cầu, CO2 là khí gây ra ô nhiễm môi trường và thay đổi thời tiết. Nếu chúng ta không kịp đưa ra biện pháp giải pháp những tình trạng này thì trong thời gian sau này, sau vụ cháy rừng sẽ là cái chết của không khí và tiếp theo đó là cái chết của con người. Và vụ cháy rừng thương tâm nhất mới xảy ra trong đầu năm 2020 này, đó là vụ cháy rừng của Úc, Australia. Và nguyên nhân cho biết năm nay Australia nhận được nhiệt độ nóng và khô kỷ lục, nhiệt độ trung bình lên đến 41,9 độ C, phá vỡ kỷ lục 40,3 độ C so với tháng 1 năm 2013, đã làm thiệt hại hơn 25 người và phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, trong đó có 1.588 ngôi nhà ở tiểu bang New South Wales, bang đông dân nhất, và hơn 7,3 triệu diện tích đất rừng bị thiêu trụi ở 6 bang lớn, còn cả diện tích của Mỹ và Đan Mạch cộng lại. Chúng ta sẽ không thể nào mà kìm được nước mắt và kẹp nén được lòng mình khi thấy được những bức hình của hơn trăm triệu động vật bị thiêu trụi. Chúng ta sẽ tưởng tượng những động vật đó, những dáng nằm đó khi bị thiêu trụi tại trong chính ngôi nhà của mình, nó như là những em bé vậy. Và số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra ngày một lớn, rằng là một thanh niên của đất nước và thế hệ trẻ, em muốn truyền một thông điệp tới tất cả mọi người cũng như là các bạn học sinh ở đây,
Bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ chính cuộc sống và cứu lấy nguồn không khí cho đời sống của chúng ta. Vì vậy, em mong rằng qua ngày hôm nay mọi người có thể chung tay xây đắp và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tuyên truyền về tác hại của cháy rừng và ô nhiễm môi trường gây ra cho chúng ta, và hành động những công việc nhỏ để có một lối sống xanh. Và em mong rằng những hành động này sẽ ngày một phát triển hơn, để mọi người có thể cùng nhau xây đắp một đất nước phát triển phồn vinh hơn. Và em mong rằng mọi người sẽ cùng nhau và đóng góp cho đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn.